Xin chào mừng quý vị và các bạn. Một ngày trôi qua rất nhanh đúng không ạ? Và bây giờ là lúc mà chúng tôi rất là vui mừng được chào đón quý vị và các bạn trở lại với chương trình Sống Vui. Và chúng tôi xin phép được trân trọng giới thiệu chuyên gia Phạm Hưng Củng. Đấy, ngồi đây, anh em. Thoải mái đi. Anh vẫn ngồi được à? Ôi giời, này, không những ngồi mà anh còn nhún được cái này. Ôi giời, làm sao nhờ? Anh vừa mới tháng trước kêu với em là phải đi phẫu thuật cơ mà. À, phẫu thuật xong rồi à? Ôi da anh liền nhanh nhỉ? Anh đã nói rồi nhá. Anh cứ nhìn thấy dao kéo ấy, là rụt hết cả người. Mày bắn thế nào? Hôm đấy đi khám, bác sĩ lại tư vấn cho là dùng cái bộ sản phẩm là An Chi Vương. À. Trong đấy là nó, anh nhớ là nó chứa là đương quy này, hoa hòe này, rồi diếp cá này, rồi nghệ dạng Meriva này. Đấy, dùng có 3 tuần mà đỡ hẳn luôn. Bác sĩ bảo anh ấy, anh bị trĩ là do bị táo bón. Đúng rồi. Dùng cái này vào nhé, táo bón là hết luôn. À thế à? Ừ. Điều anh đứng lên ngồi xuống một tí em xem nào. 15 lần liên tục luôn. 1, 2, 3, 4. Tin chưa? Hiệu nghiệm nhỉ, 3 tuần thì thế là được ấy. Rất vui mừng lại được gặp gỡ chuyên gia để chúng ta cùng trao đổi tiếp cái chủ đề của hôm qua. Khán giả cũng rất quan tâm vấn đề này. Mặc dù thì chúng ta cũng đã phát sóng khá nhiều số về cái chương trình về bệnh trĩ, nhưng mà như hôm qua chuyên gia nói đấy ạ, quá nhiều người trong chúng ta vì những điều kiện công việc, vì do cách sống hay như nào đó mà chúng ta bị trĩ, phải nói là cái số lượng bệnh nhân trĩ rất là đông và mọi người rất quan tâm ạ. Và có một điều mà mọi người muốn được chia sẻ đó là những cái loại thảo dược hôm qua chuyên gia có vừa nhắc tới thì đúng là rất phong phú. Thế nhưng mà thật sự bây giờ mọi người nghĩ là sử dụng thảo dược thì cũng không phải là đơn giản, không phải cứ hái về mà dùng luôn được đúng không ạ? Vậy thì có cách nào để chúng ta có thể sử dụng những loại thảo dược đó vừa an toàn vừa hiệu quả nhưng mà lại dễ sử dụng không ạ? Bây giờ với cái công nghệ hiện đại và các cái nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP thì người ta không sử dụng theo cái kiểu truyền thống nữa, tức là diếp cá 16 gram này, đương quy 12 gram này, rồi hoa hòe 12 gram này cho vào một cái siêu rồi đổ vào 3 bát nước rồi sắc con đó. Bây giờ cái phương pháp truyền thống ấy bây giờ nó không phù hợp, mất nhiều thời gian, nó không tiện. Thì bây giờ người ta đã xây dựng những cái nhà máy và có cái sự phối ngũ ở trong cái bài thuốc ấy, rồi sau đấy thì làm ra những cái viên như ví dụ như là viên con nhộng này hay là viên nén vân vân cho vào cái lọ và đi đâu thì cứ cho vào trong cặp và hôm nay ở đây nhưng ngày mai sang Mỹ là vẫn có thể sử dụng được. Đấy, nó rất tiện lợi ở đấy, cho nên là cái tiện lợi của cái dạng bào chế hiện nay rất là tốt. Ngoài ra thì các nhà dược học cũng nghiên cứu ra cái điều trị dựa theo cái y lý của y học cổ truyền, tức là trong uống ngoài bôi thì hiệu quả nó lại vượt trội, nó lại tăng lên. Thì ngoài cái viên uống như tôi vừa rồi nói thì hiện nay có thêm những cái dạng để mà chữa trị nhưng mà dạng gel, tức là gì, ta bôi vào cái vùng hậu môn trang, vùng bị lý trĩ ấy, thì nó lại có tác dụng là làm xe cái búi trĩ này, làm co cái búi trĩ này, kháng khuẩn chống viêm ngay ở cái vùng kín của những người bị bệnh. Vâng, thưa chuyên gia, hiện nay trên thị trường thì có những cái sản phẩm, cái bộ sản phẩm của An Chị Vương chẳng hạn, thì chứa những cái loại thảo dược rất quý và như chuyên gia đã vừa phân tích ý, như là diếp cá, rồi đương quy, hoa hòe, rồi nghệ dưới dạng Meriva, thì có thể nói là nó chứa rất là nhiều những cái thành phần tốt. Nhưng với tư cách là một chuyên gia nghiên cứu về vấn đề này thì chuyên gia có đánh giá thế nào về cái sản phẩm An Chị Vương và đây liệu có phải là một sản phẩm tốt và rất là hữu ích cho những người bị bệnh trĩ không ạ? Được không? Tôi cũng biết vì chúng tôi trong cái nghề này cũng phải theo dõi. Thì cho biết cái bộ sản phẩm An Chi Vương ấy đã được đánh giá lâm sàng ở Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương và các cái triệu chứng theo cái đánh giá sơ bộ ấy thì 73,3% là kết quả tốt và khá. Và chúng tôi cũng được cái phản hồi của những người đã dùng thì thấy cái bộ sản phẩm này nó có rất nhiều ưu điểm. Như cái phần trên tôi đã nói thì bây giờ tôi phân tích kỹ một tí tại sao cái sản phẩm này lại có kết quả tốt như vậy. Thứ nhất là vì diếp cá thì tất biết rồi, của chúng ta nhà ở nông thôn ấy, nhà nào ở gần cái bể nước ấy, cái chỗ mà vo gạo rửa rau ấy, thì đều có một cái vạt rau diếp cá và hàng ngày người ta hái
là để ăn như kiểu là ăn rau sống ấy. Và thực tế ngày xưa rồi, những người nào mà sử dụng giấm cá nhiều á, thì bệnh lý về tiêu hóa gần như là không có, nó ít. Cái thứ hai là còn như không bị trĩ. Thì bây giờ người ta nghiên cứu là trong cái giấm cá có nhiều cái hoạt chất sinh học, và nó có thứ nhất đấy là nó có tính mát, mà y học gọi là thanh nhiệt ấy, cho nên là nó nhuận trường. Mà nhuận trường thì làm cho cái đại tràng của mình á, nó không bị táo. Và không bị táo, như tôi nói lúc nãy, táo là nguyên nhân chính để gây bệnh trĩ, thì coi như là giải quyết được cái gốc. Cái thứ hai là trong cái giấm cá có các cái loại vitamin, cho nên nó cũng làm cho có tác dụng bổ dưỡng. Đồng thời trong giấm cá lại có các cái chất là antioxidant, tức là các cái chất chống cái oxy hóa. Mà ta biết cái vùng ở môn trực tràng là cái hiện tượng gọi là giải phóng các gốc tự do rất là nhiều, thì cái này nó chống lại các cái hiệu ứng làm cho giảm cái quá trình viêm đi. Đấy, thì như vậy rõ ràng là cái giấm cá là rất phù hợp, rất tốt cho cái bệnh lý về trĩ. Cái thứ hai là đương quy. Đương quy cũng rất là thường dùng trong nhân dân, thì nó có tác dụng là gì? Thứ nhất là bổ huyết này, hoạt huyết và nhuận trường. À đấy, tôi muốn nhấn mạnh cái yếu tố nhuận trường, tức là làm cái phân ấy, nó không táo nữa, để mà giải quyết được cái gốc. À đấy, thì ngoài ra là có tác dụng là bổ huyết. Thì ta biết những người mà bị bệnh lý trĩ thường thường là có đi ra ngoài ra máu, nhưng mà một ngày đi, hai ngày đi một tí thì không sao, nhưng năm này sang năm khác ra máu nhiều, người ta thiếu máu, người xanh xao, niêm mạc nó nhợt nhạt, thì bây giờ phải tăng cái huyết lên. Nhưng tăng cái huyết lên tức là bổ huyết ấy, nhưng mà nó lại nằm một chỗ, ví dụ như là nó làm ở các cái búi trĩ thì nó lại càng làm căng cái búi trĩ thì lại nặng hơn, nhưng mà lại đương quy lại bổ huyết, nhưng lại hoạt huyết làm cho huyết nó lưu thông, thì nó đưa cái huyết ở các cái búi trĩ nó đọng ở đấy đi ra ngoài, làm cho cái xẹp cả cái búi trĩ lại, cho nên co nó lên nó dễ dàng hơn. Đấy, rồi một cái vị thứ ba đấy là cái hoa hòe. Hoa hòe thì ở cái vùng Thái Bình, Nam Định của mình nhiều lắm. Đấy, trong cái hoa hòe các nhà khoa học đã nghiên cứu và chiết xuất được cái hoạt chất là rutin. Thì cái rutin này nó có tác dụng thứ nhất là nhuận trường, làm cho phân nó mềm đi, không cứng không rắn, nghĩa là không có táo bón. Cái thứ hai nó có kháng khuẩn chống viêm. Cái thứ ba nó làm cho bền vững thành mạch và co búi trĩ. Bền vững thành mạch thì khi mà có tác động cơ học á, thì nó khó cái đứt cái rách cái mạch máu, cho nên là không chảy máu. Đồng thời nó có tác dụng co, làm cho các cái búi trĩ như tôi đã nói ở trên á, nó co lên và nó trở về cái vị trí cũ của nó. Đấy là cái hoa hòe. Và cái vị thứ tư đấy là nghệ. Nhưng nghệ mà bây giờ sử dụng theo cái kiểu truyền thống, tức là phơi khô rồi giã thành cái tinh bột rồi hòa uống, thưa quý vị, cái nghệ ấy chỉ hấp thu được khoảng 10 đến 15% thôi, thấp lắm. Thì nghệ mà ở dùng ở trong cái sản phẩm An Chi Phương, như tôi biết là đã được phốt pho lipid hóa ở cái dạng gọi là Mediva, tức là nó dùng ở cái dạng nano, nhưng mà gắn thêm các cái yếu tố khác để gì, tăng cái độ hòa tan, và từ cái tăng độ hòa tan rồi thì tăng cái độ thẩm thấu, tăng cái độ hấp thụ, và hiệu quả nó tăng lên khoảng trên dưới 30 lần. Ở đấy thì trong cái nghệ này nó có tác dụng kháng khuẩn, chống viêm, chống oxy hóa và làm mau lành các cái vết thương nếu như có ở vùng búi trĩ. Thì rõ ràng là cái sản phẩm uống của An Chi Phương ấy, nó có tác dụng là gì, làm chống táo bón này, làm mất táo bón này, làm nhuận trường này, rồi kháng khuẩn này, chống viêm này, rồi là chống oxy hóa này, co búi trĩ, chống chảy máu, bền vững thành mạch, thì rõ ràng là giải quyết được cả cái gốc và cái ngọn. Thì trong cái bộ sản phẩm này, ngoài cái sản phẩm mà uống ấy, thì có một cái sản phẩm là dạng gel. Gel thì cũng được cấu tạo bởi các cái thảo dược như là cỏ mần trầu này, rồi là trầu không này, rồi là cỏ nhỏ nôi này. Thì các cái thảo dược này nó cũng có tác dụng là gì, kháng khuẩn, chống viêm, làm xe cái búi trĩ và làm co các cái búi trĩ. Như vậy kết hợp trong uống ngoài bôi thì cái hiệu quả sử dụng cái sản phẩm này rất là tốt. Tôi bị trĩ đến nay cũng được mấy năm rồi. Lúc đầu thì bệnh nhẹ, cũng có chữa trị đấy.
nhưng do chủ quan vừa khỏi nên một thời gian sau do ăn uống không kiêng khem nên bệnh nó lại tái phát. Tôi cũng muốn đi kiểm tra lại thì bác sĩ có cảnh báo tôi là đã bị trí chớp độ 3 đấy, nên vẫn có thể điều trị nội khoa bằng thảo dược, không cần phẫu thuật. Bác sĩ có khuyên tôi nên sử dụng sản phẩm viên uống thảo dược có thành phần diếp cá, đương quy hoa hòe và nghệ dạng Mediva, và kết hợp với gel bôi từ thảo dược như trầu không nhọn nồi và thầu dầu tía. Nhờ kết hợp trong uống ngoài bôi bộ sản phẩm An Chí Vương từ thảo dược mà chỉ sau 3 tháng tình trạng bệnh của tôi đã cải thiện rất nhiều. Hết thần, táo bón, búi trí co lại, không còn chảy máu, đau rát nữa. Bệnh trĩ là một bệnh rất phổ biến. Nguyên nhân chủ yếu của bệnh là do táo bón lâu ngày tạo ra, khiến các thành mạch ở búi tĩnh mạch hậu môn bị tổn thương, kéo theo các viêm nhiễm lâu ngày sẽ gây trĩ. Bệnh trĩ ít nguy hiểm nhưng lại khiến người bệnh cảm thấy khó chịu và gây nhiều bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày như đau rát, chảy máu, thậm chí về lâu dài có thể gây ung thư đại trực tràng. Có nhiều phương pháp để điều trị bệnh trĩ, nhưng trong đó phương pháp sử dụng các thảo dược quý để điều trị hiện nay được rất nhiều người sử dụng bởi sự an toàn và hiệu quả lâu dài. Các thảo dược quý đã được chứng minh tác dụng trong điều trị bệnh trĩ như diếp cá, đương quy, hoa hòe, nghệ. Trong đó, diếp cá có tác dụng nhuận tràng, giảm táo bón, giúp kháng viêm, giảm sưng, búi trĩ sẽ không thể phát triển. Đương quy có tác dụng bổ máu, giảm đau, giảm viêm loét. Ngoài ra, đương quy còn có tác dụng nhuận tràng, chống táo bón. Hoa hòe, trong hoa hòe có chứa hoạt chất rutin, có tác dụng tăng sức bền của thành mạch, hạn chế tình trạng co giãn tĩnh mạch trĩ nên sẽ giảm được tình trạng sao búi trĩ. Ngoài ra, rutin còn có thể kích thích sự bài tiết của niêm mạc ruột, giúp nhuận tràng, chống táo bón, ngăn ngừa trĩ hiệu quả. Nghệ đã được chứng minh có nhiều tác dụng dược lý, trong đó nổi bật nhất là tác dụng chống viêm và chống oxy hóa. Với bệnh trĩ, nghệ có tác dụng ức chế viêm loét và ngăn chặn tái phát viêm nhiễm trong các tổn thương do bệnh trĩ gây ra. Đặc biệt, nghệ dạng Meriva sẽ giúp tăng khả năng hấp thu và hiệu quả gấp nhiều lần so với nghệ thông thường. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Chí Vương được bào chế từ các dược liệu thiên nhiên như diếp cá, đương quy, hoa hòe và đặc biệt chứa nghệ dạng Meriva. Sản phẩm được dùng cho người bị bệnh trĩ, nhất là người bị chảy máu, sao búi trĩ, viêm nứt hậu môn, giúp hỗ trợ tăng cường sức bền thành mạch, hỗ trợ làm dịu nhanh các cơn đau rát, khó chịu của bệnh trĩ. Sản phẩm còn giúp hỗ trợ giảm nguy cơ táo bón. Đặc biệt An Chí Vương có thể dùng cho phụ nữ mang thai và cho con bú. An Chí Vương xua tan nỗi lo bệnh trĩ, táo bón. Hiệu quả đã được chứng minh tại Viện Y học cổ truyền Trung ương. Vâng, thưa chuyên gia, trong tiểu phẩm chúng ta vừa theo dõi thì nhân vật có một cái băn khoăn và chắc là đây cũng là băn khoăn của rất nhiều người. Đó là liệu thì những người phụ nữ có bầu hoặc là những người cao tuổi có sử dụng được những cái sản phẩm mà được bào chế từ những cái thảo dược như chúng ta vừa trao đổi để mà vẫn hiệu quả và vẫn an toàn không ạ? Vâng, câu hỏi của chị Thảo Vân rất là hay. Là vì những cái đối tượng mà có cái nguy cơ cao của khi mà dùng các cái sản phẩm mà từ bên ngoài đưa vào, kể cả thực phẩm bảo vệ sức khỏe, có an toàn hay không, thì cái đối tượng ví dụ người già, sức khỏe yếu, các cái tạng phủ nó cũng đã có hiện tượng là lão hóa, thoái hóa, thì sử dụng với cái tác động của các cái sản phẩm đưa vào nó có bị gì hay không, hoặc là người có thai, vân vân. Vì cái người có thai ấy, thì lại là có hai vấn đề, một là người mẹ, hai là cả bào thai ở trong bụng mẹ. Thì tôi nói ví dụ như là trường hợp là người mẹ mang bầu thì cái sản phẩm An Chí Vương đã được nghiên cứu ở Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương là hoàn toàn an toàn, cho nên người mẹ có thai hoặc là người mẹ đang cho con bú vẫn sử dụng được an toàn. Cái thứ hai là đối với người già, người có tuổi thì vẫn sử dụng được và không có vấn đề gì, không có tác dụng phụ, không có tác dụng không mong muốn, cho nên người già cũng như phụ nữ mang thai hoặc là cho con bú vẫn sử dụng được cái sản phẩm này. Vâng, đấy là một cái sự may mắn, bởi vì khi chúng ta mà sử dụng thuốc thì bao giờ hoặc là sản phẩm nào đó bao giờ cũng chỉ mong là nó an toàn, nó hiệu quả. Chứ nếu chỉ hiệu quả ở một cái vấn đề nào đó nhưng lại không an toàn thì cũng rất là nguy hiểm đúng không ạ? Chưa chữa được khỏi bệnh này đã lại bị một bệnh khác. Và bây giờ chúng tôi rất là mong được lắng nghe lời khuyên chuyên gia là có những lưu ý gì để chúng ta có thể phòng ngừa bệnh trĩ hoặc là táo bón, và với những người mà đã bị rồi ấy, thì tránh bị tái phát lại không ạ? Cái thứ nhất là ngày xưa các cụ cũng có một cái câu rất hay mà bây giờ vẫn còn nguyên giá trị là bệnh tòng khẩu nhập, tức là nội hàm của câu này là con người ta mà bị bệnh ấy, là do ăn uống. Thì trong cái bệnh lý trĩ này nó cũng có liên quan, do đó chúng ta phải ăn uống phải quan tâm một tí. Thứ nhất này là đừng có ăn những
cái thực phẩm mà nó nhiệt nhiều quá. Ví dụ tôi nói đi, ăn quá nhiều thịt, tức là đạm nhiều quá, đạm nhiều thì cũng gây nên là táo bón. Mà táo bón lâu ngày cũng gây ra trĩ ở đấy. Cái thứ hai là cũng ít lạm dụng, đừng có lạm dụng và bia rượu. Vì uống nhiều bia rượu theo y học cổ truyền thôi là thực phẩm nhiệt đấy, thì nó cũng có thể là dẫn tới cái táo bón, cái bệnh lý trĩ. Cũng liên quan tới ăn á, thì lại chúng ta lại phải ăn cái gì để cho nó phòng ngừa và chống lại cái bệnh trĩ, tức là phải ăn nhiều rau củ quả. Tổ chức Y tế Thế giới người ta đã khuyến cáo mỗi ngày, mà tốt nhất là mỗi người phải ăn được từ 400 đến 500 gram rau, tức là một nửa cân ấy. Thì cái rau này nó lại hay lắm. Cái thứ nhất là nó cung cấp cả cái hoạt chất sinh học này, rồi cả cái vitamin này, rất cần thiết cho cái chuyển hóa cơ thể. Ngoài ra trong cái rau này ấy, lại có nhiều chất xơ, kể cả xơ hòa tan và xơ không hòa tan. Thì với cái xơ ấy thì nó cũng có nhiều tác dụng ấy. Trong đấy có một cái tác dụng để đối là liên quan tới cái chủ đề hôm nay ta nói, đấy là gì? Nhuận trường, chống táo bón, và giúp ấy thì cũng phòng ngừa hoặc là giảm thiểu cái nguy cơ bị bệnh lý trĩ. Đấy, thì đấy là một. Cái thứ hai là chúng ta phải vận động. Như tôi nói, những người mà ngồi nhiều này, đứng nhiều, bác lấy tài xế lấy xe dân văn phòng, ngồi quá nhiều cũng là những yếu tố thuận lợi nguy cơ cao cái bệnh trĩ. Thì chúng ta phải vận động mỗi một ngày, cố gắng là 1 tiếng hoặc 45 phút vận động, tùy theo một cái môn thể thao, đạp xe đạp, đi bộ, hay là một cái môn mà tôi thấy ai cũng có thể làm được và tốt, đấy là bơi. Bây giờ có bể bơi 4 mùa rồi, mùa nào bơi cũng nước ấm cả, không sao. Tôi thấy đấy là rất là tốt đấy. Thì khi mà vận động như vậy thì cái nhu động của ruột nó luôn luôn là nó luôn luôn được hoạt động, và như vậy thì cái phân ấy nó được đưa đi đưa xuống ở dưới vùng đại tràng, cho nên cũng chống được táo bón. Ngoài ra thì những cái người mà bị bệnh trĩ rồi ấy, thì cần phải điều trị một cách là kiên trì từng đợt một, và sau mỗi đợt 3-4 tháng thì bị đánh giá lại. Thậm chí những cái người mà bị ở độ 4 là phải mổ xong rồi, đừng có tưởng là không có cái tái phát, mà nhiều người sau khi mổ một vài thời gian thì lại có cái bụi trĩ mới. Thì để mà phòng ngừa thì chúng ta cũng có thể sử dụng cái sản phẩm chứa diệp cá, đương quy, nghệ giảng Meriva và hoa hòe để mà phòng ngừa cái tái phát. Cảm ơn chuyên gia đã đến với chương trình hôm nay ạ. Kính thưa quý vị các bạn, như vậy chúng ta thấy là có rất nhiều những cái giải pháp, những phương pháp để mà có thể hỗ trợ khi mà chúng ta không may bị một bệnh nào đó làm ảnh hưởng tới chất lượng sống và tới sức khỏe của chúng ta. Hy vọng rằng chương trình hôm nay đã cung cấp cho quý vị các bạn những thông tin hữu ích. Nếu như có vấn đề gì, quý vị có thể gọi tới tổng đài 1900-1259 trong giờ hành chính và số điện thoại 0896-509-509. Chúng tôi cũng xin được chia sẻ với quý vị qua hộp thư sốngkhoea.bacsitivan.vn và tại trang web bacsitivan.vn. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian để theo dõi chương trình của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Lời khuyên của chuyên gia, cách chọn sản phẩm thảo dược để khắc phục hiệu quả an toàn cho bệnh trĩ, táo bón. 1. Chọn sản phẩm cần chứa các thảo dược diếp cá, đương quy, nghệ dạng Meriva và hoa hòe. Đồng thời, sản phẩm này cần được nghiên cứu lâm sàng, chứng minh tác dụng, được Bộ Y tế cấp phép lưu hành và phân phối bởi công ty uy tín. 2. Nên sử dụng liều tấn công 9 viên chia 3 lần mỗi ngày và dùng ít nhất 3 đến 6 tháng để đạt hiệu quả cao nhất. Nếu có kèm đau rát, chảy máu, nứt kẽ hậu môn, nên kết hợp dùng gel bôi để tăng hiệu quả. 3. Cần kết hợp chế độ ăn giàu chất xơ, uống đủ nước, hạn chế rượu bia, chất kích thích và luyện tập thể thao phù hợp hàng ngày. Câu hỏi tuần này, để cải thiện tình trạng đau, rát, chảy máu khi đi vệ sinh do trĩ, táo bón, nứt kẽ hậu môn, ngoài thay đổi chế độ sinh hoạt điều độ, bổ sung nước, chất xơ, tăng cường vận động thể chất, bệnh nhân nên điều trị nội khoa bằng các thảo dược như đương quy, diếp cá, hoa hòe, nghệ dạng Meriva và kết hợp với gel bôi thảo dược đúng hay sai? A. Đúng, B. Sai. Bạn hãy gửi đáp án chính xác nhất và mẫu ký tự dưới đây rồi gửi về cho chúng tôi theo số điện thoại. Ba bạn có câu trả lời chính xác nhất và nhanh nhất sẽ nhận được phần